thì vấn đề tổ chức Tết, Hoàng Kiều sẽ đứng ra tổ chức Tết. Tôi thách thức Trần Nhật Phong và cái dám tổ chức là tổ chức Tết. Tôi thách thức. Rồi, và tôi kêu gọi tất cả nghe. Hãy nghe tôi kêu gọi nghe quý vị. Đừng có trả tiền cho Trần Nhật Phong mà sao đòi không được đâu. Hoặc là cái ban tổ chức, đừng cái đó. Và tôi, đích thân tôi sẽ xin đứng ra tổ chức. Các bạn thấy cái tài tổ chức tôi không? Hiểu chưa? Đám tang Lý Tống cũng số 1. Cái đoàn xe buýt 200 người cũng là số 2. Cái tạ tình 4, 5, 6 cũng là nhất hết. Và tôi tổ chức, thấy không? Có tên nào dám biểu tình tôi không? Phải chưa? Rồi, khoan. Bây giờ tôi tổ chức cái này ban đêm. Bởi vì tôi nghe ta tháng đoàn động chưa biết, nghe người ta ta tháng lắm. Nói là tổ chức ban ngày là không bán buôn gì hết. Cái đại lộ bông xa họ không bán buôn gì hết. Tôi nói cái này mình làm xe hoa, mình tổ chức ban đêm. Phải chưa? Và muốn cái xe hoa nào đi trước thì bao mấy trăm nghìn. Xe hoa nào đi thứ nhì bao nhiêu trăm nghìn. Còn những tổ chức non-profit thì làm lẻo đẻo theo sau. Chúng tôi đi xe hoa không thôi, chúng tôi cũng đi bộ. Được chưa? Rồi các bạn giúp chúng tôi. Nếu các bạn đóng 1 triệu, tôi tặng 5 triệu. Các bạn cho 2 triệu, tôi tặng 10 triệu. Và các bạn cho 3 triệu, tôi tặng 15 triệu. Các bạn cho 4 triệu, tôi tặng 20 triệu. Và các bạn cho 5 triệu, tôi tặng 25 triệu. Được chưa? Để ông giúp cho 5 cái phần thành luôn. Phố 5 phần luôn. Ram lại luôn. Yeah. Để giúp cho cái thành phố Westminster, để cứu vớt cái thành phố này. Bởi vì sao? Tôi nói cho các bạn nghe. Vậy bây giờ tôi cũng nói về vấn đề chính trị. Và tôi kêu gọi tất cả những cái người mà theo tôi để mà bãi nhiệm, để mà có một cái cuộc cách mạng, để mình có sự thay đổi trong thành phố. Là sao? Người ta dân người ta tha tháng. Mấy cái ông chủ đất cái lợi dụng cái tình trạng, ví dụ đang tăng lên 1 tuần thuế thì họ lại tăng lên 10. Ví dụ như vậy, cứ 1% thuế, đã tăng lên 1% thuế rồi mà bây giờ chỉ thu được 13 triệu. Và trong cái gọi surplus chỉ có 190.000. Thì tôi hỏi các bạn, có thể ngày mai ngày mốt không đủ trả lương nhân viên là cái thành phố đã sụp đổ, có phải không? Dạ đúng. Đúng không? Thì bây giờ mình phải làm sao mình cứu cái thành phố đó để mình trở lại, và mình đừng để cho cái dân chúng họ trêu tha. Và tôi bảo đảm các bạn, nếu các bạn làm được như vậy là mình không phải trả 1% nữa. Hả? Mà các bạn nào cũng giúp tôi, giúp ông Đỗ Phủ, giúp cái United Westminster và ông Điều là cái consultant. Tôi là tổng tư lệnh. Tôi xin lỗi các bạn như vậy, tôi tổng tư lệnh. Ông Điều là tư lệnh hậu phương. Còn chúng tôi dưới đó có một tư lệnh cho mình. Các bạn không biết tư lệnh đó là của ai hết. Không phải là ông tôi nói hai cái, ông David Johnson là khác nghe. Yeah. Của United Westminster, còn chúng tôi là khác. Chúng tôi có cái đó. Ông tư lệnh ở tại tiền phương, ở tại dưới vùng mặt Westminster trận đơn, ngay mặt trận. Và thành tử tôi muốn nói cho các bạn, các bạn đừng có sợ sệt cái gì hết. Các bạn phải làm sạch sẽ cái thành phố này. Và tôi sẽ giúp đỡ cho các bạn, để các bạn có một cái cơ hội. Và đồng thời làm sao để cho người ta biết, khi người ta, người Việt Nam nói tới cái thành phố Westminster là cái thủ phủ cuối cùng tổng cộng của chúng ta, để chúng ta được hãnh diện với tất cả mọi người trên thế giới, và chúng ta vẫn còn tồn tại như thường. Chứ không phải là chúng ta là chỉ những cái hoàng người mà khi người Mỹ người ta ra đường người ta ngó người ta sợ sệt. Không. Và ông Đỗ Phủ có nói một câu đàn đạo đó, tôi nói đúng là anh Đỗ Phủ luôn. Anh nói Đỗ Phủ cần phải có nhiều người như Hoàng Kiều. Tôi mới nói anh Đỗ Phủ ơi, cần có nhiều người như Hoàng Kiều thì khó khăn lắm, nhưng mà mình có nhiều người như Đỗ Phủ thì rất nhiều, phải không anh? Thì thưa anh, thì đó, mình cùng làm việc với nhau, mình chỉ cần có những người như Đỗ Phủ là được rồi. Và tôi mong rằng anh hợp tác với chúng tôi trong cái kỳ này, làm sạch sẽ cái thành phố. Đó là những cái message tôi muốn các bạn, và tôi mong muốn các bạn yểm trợ đảm với tôi. Và tôi nói trước rồi, tụi tôi là biệt kích, mà nhớ biệt kích Mỹ nữa, chứ không phải là biệt kích thường đâu, biệt kích Mỹ. Thì chúng tôi muốn có một cái chiến trường nào đó, chúng tôi đánh rất nhanh, đánh rất gọn, đánh rất đẹp, tiến chiếm mục tiêu, sau đó tuyên bố chiến thắng. Thì bây giờ tôi xin nói các bạn rồi các bạn có thấy ai là chúng tôi là người nào đâu? Thấy chỉ có thấy mặt trường mặt ra đâu, Hoàng Kiều với ông Đê đâu, phải không? Yeah. Các bạn đâu biết tư lệnh chiến trường của tôi là ai, cái biệt kích quân của tôi là ai. Mà giờ này chúng tôi đã
thâu được 3.700 chữ ký cho mỗi người, rồi các bạn ơi, tới 10.000 chữ ký, tổng cộng tới 11.000 chữ ký. Rồi ông Đêu ông nói với tôi, nè, tôi chưa bao giờ thấy, bởi vì tôi nói, tôi trăng cái cờ lên và tôi bỏ những cái bát lên trên đường bô sa, trên đường đủ thứ bút hết rồi kia. Sang hôm sau là tiêu hết. Ông nói chưa, ông chưa thấy một cái thành phố nào mà có nhiều mobster như vậy. Mobster. Đúng rồi. Ông nói chưa có một cái thành phố nào mà có nhiều mobster như vậy. Thì ông nói thôi bây giờ, tôi nói ông dễ mà ông, mình đổi chiến thuật thôi. Bây giờ mình cứ đỏ trên mấy trăm cái, trên cái quảng cáo trên radio, cái mỗi đài nó cho nó chạy một ngày 30 lần, 50 lần, có bao nhiêu đâu, trong tháng có bao nhiêu đâu. Tôi sẽ cho làm cái việc đó. Rồi đồng thời ông làm cái cách dễ, rồi ông có cái danh sách của những người nào đã bầu cử rồi, thì tôi chỉ cho ông cứ mail lên cho họ, mail cho họ, rồi đưa cái post đó cho họ. Thì họ đâu có cần biết ai ông là ai, phải không? Rồi gửi vô cho ông thì ông giữ thôi, cái cần gì phải biết. Và tôi nói như vậy để cho các bạn biết, khi mà cái gọi là cái chính nghĩa đó, là nó không phải bao giờ cũng phải thắng. Đồng ý không? Vâng, thì tôi nhân dịp đây, tôi kêu gọi, và Đoàn Trọng có cái câu hỏi gì thêm, những cái gì về cái vấn đề mà xa lên, rồi thì tôi sẽ tiếp. Vâng, kính thưa quý vị, vừa rồi là ông Hoàng Kiều vừa giải thích tất cả những sự kiện liên quan đến một trong những sự kiện chính trị nổi bật tại thành phố Westminster. Kính thưa quý vị, đó là vụ recall những thành viên bao gồm ông thị trưởng, bà phó thị trưởng và một trong những nghị viên của thành phố. Kính thưa quý vị, đến đây chúng tôi đề cập đến một trong những sự kiện mà được ông David Johnson đưa ra. Kính thưa quý vị, ông nói rằng chúng tôi kính trọng và chúng tôi có thể nói rằng là noi gương của quý vị là những người Việt bỏ nước ra đi sau năm 1975. Quý vị tự hào và quý vị đánh đổi lấy sự sống của quý vị với tất cả những cái giá trị mà quý vị đã có trong quá khứ cũng như hiện tại. Thì không có lý do gì quý vị đến đây có ai có thể đe dọa được quý vị. Quý vị đã mất tất cả thì đến đây là một trong những cái quốc gia có hiến pháp, có luật lệ. Và quý vị làm theo những cái điều gì mà ý muốn của quý vị định đoạt trong tương lai về những sự kiện chính trị của quý vị. Đó là hôm nay chúng tôi có cơ hội gặp gỡ ông Hoàng Kiều để ông nói rõ tất cả những sự kiện, giống như một cư dân của quận Cam cũng muốn đặt những cái câu hỏi mà có thể họ nghi ngờ về những cái sự kiện đang xảy ra và có thể tiếp tục xảy ra trong những cái thành phố có người Việt đang cư trú rất nhiều. Ông Hoàng Kiều đã nói rất rõ về những gì ông nói, ông có liên quan, ông có hỗ trợ giúp đỡ, và đồng thời ông kêu gọi mọi người có thể nói rằng không có đứng ra sợ sệt cái gì, và chúng ta chỉ có một việc duy nhất, quý vị dùng cái kiến thức của quý vị, dùng trí tuệ của quý vị để quý vị xem tương lai của những người Việt chúng ta như thế nào, để rồi quý vị có thể được cộng tác với ông Hoàng Kiều. Quý vị đang cùng với chúng tôi qua mỗi tuần một vấn đề, và chúng tôi sẽ trở lại quý vị trong giây lát.